Cãi nhau với sư tử. Ngày xưa, con người và muôn thú cùng chung tiếng nói, luôn trò chuyện với nhau rất thân tình. Lâu lắm mới có ngày nắng đẹp trời thế này, mà sáng giờ chẳng gặp ai để cùng tán gẫu nhỉ? Ồ, may quá! Chào anh sư tử, anh có bận gì không? Có nhã hứng đến suối nước phía trước ngắm cảnh với tôi không? Nãy giờ tôi đi mãi mà không gặp ai cả. Chào anh bạn, thật đúng lúc, tôi cũng đang định đi hóng gió đây. Cả tuần vừa rồi mưa to gió lớn, suốt ngày phải ru rú trong hang, mỏi nhừ cả người. Vậy chúng ta cùng nhau đi nha. Tôi cũng quể quải khắp mình mấy đây, đóng cửa trong nhà nguyên tháng vừa rồi, phải vận động cho giãn gân giãn cốt một chút mới được anh sư tử ạ. Trước tiên là đi thăm thú, sau đó tôi cũng phải đi kiếm chút thức ăn trong rừng cho cả gia đình. Miết một tháng chỉ ăn đồ khô dự trữ, chúng tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi cũng lâu rồi không gặp con người các anh rồi ấy nhỉ? Có lẽ là từ lễ hội mùa xuân năm ngoái thì phải. Thế các anh dạo này có khỏe không? Cuộc sống vẫn tốt đẹp chứ? Chúng tôi khỏe, chỉ là dạo này thời tiết thất thường quá nên đôi khi việc trồng trọt chăn nuôi của chúng tôi không được thuận lợi như ý cho lắm. Hy vọng sắp tới khí hậu sẽ thuận hòa ổn định hơn. Tôi cũng thấy thời tiết gần đây rất khắc nghiệt. Năm ngoái thì hạn hán kéo dài cả năm, năm nay thì mưa gió lũ lụt liên tục. Có lẽ do hệ sinh thái bị mất cân bằng. Mình tới đó bắt cá bắt tôm và hái nấm rơm đi anh sư tử ơi. Mấy hôm nay trời mưa lớn, không khí ẩm, chắc là nấm lên tốt lắm. Tôi thèm ăn món nấm xào quá. Trời ơi, con người xuất hiện rồi kìa, mau lẫn đi các bạn ơi. Họ lại đến để bắt thịt chúng ta đấy, thật là đáng sợ. Được sống yên thân không nổi mấy ngày nay. Nhanh lên, mau cảnh báo cho các loài sinh vật nước, khẩn trương núp ẩn vào nơi an toàn đi. Tôi không thích nấm, càng không thích bắt cá bắt tôm gì hết. Loài người các anh cứ đi hái tỉa hết các trần thực vật trong rừng. Đồ săn bắt cá dưới suối như vậy chính là gây họa, làm hỏng hệ sinh thái chứ đâu. Hay, cái anh sư tử này, sao anh lại quy chụp việc lớn như thế cho một mình loài người chúng tôi gánh trách nhiệm? Anh nghĩ trên thế giới rộng lớn này chỉ có con người chúng tôi là đi hái nấm với bắt cá hay sao? Còn bao nhiêu loài động vật khác cũng sinh tồn bằng cách săn bắt và hái lượm mà. Tôi không biết, thức ăn của các anh thật quái dị. Mấy cây nấm đó có mùi hắc xì, hôi rình rình. Còn mấy con cá thì tanh ngòm, thấy đã phát ớn. Tóm lại, tôi không muốn lại gần suối. Chúng ta lên đỉnh núi ngắm cảnh thì hơn. Anh sư tử này, anh quá quắt rồi đấy. Sao anh dám nói con người chúng tôi ăn những thứ quái dị? Bộ loài sư tử của các anh thì ăn uống ngon lành, cao quý lắm hay sao? Anh thử nhìn lại mình coi. Anh định có ý kiến gì sao hả? Chúng tôi làm sao mà phải nhìn lại mình? Nói trắng ra thì việc ăn uống của các anh mới thật sự đáng kinh tởm. Anh ăn sống uống tươi, ăn thịt của những loài thú nhỏ bé khác trong rừng. Chính vì bị các anh hủy diệt nên hệ sinh thái này mới bị mất cân bằng thì có. Cái gì? Ăn sống nuốt tươi? Anh dám ăn nói với loài chúa sơn lâm như vậy à? Anh nên cẩn trọng với lời nói của mình, nếu không muốn hối hận. Anh có biết loài chúa sơn lâm tôi chịu nói chuyện và giữ mối quan hệ hòa hảo với con người các anh lâu nay đã là một sự chiếu cố rất lớn cho các anh rồi không hả? Các anh chiếu cố chúng tôi hả? Nói mà thấy mắc cười quá. Anh định đe nạt gì ai chứ? Không phải vì các anh chỉ to xác, nhưng trí thông minh, sự sắc sảo, nhanh nhạy, khả năng thích ứng với môi trường sống còn kém xa loài người, nên mới phải nhúng nhường chúng tôi hay sao? Ôi, sư tử xuất hiện kìa, mau chạy nhanh lên, không mất mạng bây giờ các bạn ơi. Chạy mau đi, nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Trong cái bụng lép kẹp thế kia, chắc hẳn phải đói ăn lâu ngày rồi. Đáng sợ quá. Anh nghe rõ chưa hả anh sư tử chúa Sơn Lâm? Anh hung tợn, ghê gớm thế nào mà hễ bất kỳ loài thú rừng nhỏ bé nào vừa thấy bóng dáng anh, thấy tiếng gầm của anh cũng phải tránh xa như vậy. Đó là gì? Tôi có uy quyền nên mới khiến chúng khiếp sợ. Anh cũng thấy đấy, anh đi cùng với tôi,
Nhưng bầy nai đó chỉ nhìn thấy có chúa Sơn Lâm là tôi mà thôi. Sự có mặt của anh hoàn toàn là vô hình vô nghĩa. Con người các anh chẳng có vị thế nào trong xã hội này cả. Anh dám miệt thị con người như vậy sao? Chúng sợ anh không phải vì anh có quyền thế cao sang gì hơn con người chúng tôi. Chúng sợ là sợ loài giả thú đe dọa đến tính mạng của chúng mà thôi. Thế con người các anh thì có sức mạnh gì hơn tôi hả? Mau thể hiện, chứng tỏ đi xem nào. Quanh đây có ai nhìn thấy anh mà cất một tiếng chào không? Hay con người chỉ là những kẻ bé nhỏ vô dụng? Sao? Anh cứng họng rồi phải không? Từ nay gặp tôi, chớ có mà lên mặt dạy đời nữa nhé. Đừng có mà chọc tức tôi. May quá đây rồi. Sư tử kia, anh mau tới đây xem. Anh sẽ phải công nhận sức mạnh của con người chúng tôi. Anh lại định khoác lác điều gì tiếp theo đây hả? Anh thấy rõ chưa sư tử? Bức tượng này chính là bằng chứng hùng hồn cho việc con người quyền thế hơn sư tử, có thể trừng phạt sư tử, phanh thây xé xác bất kỳ một con sư tử nào. Ngươi quá quách rồi đấy. Ngươi vừa mới nói gì với chúa Sơn Lâm ta hả? Có giỏi thì nói lại một lần nữa điều quan đường đó xem. Con người chúng tôi có thể phanh thây xé xác bất kỳ một con sư tử nào. Ngươi nghe cho rõ đây, nếu sư tử làm điều khác, chúng ta cũng sẽ có những bức tượng sư tử đứng trên xác người. Hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh của chúa Sơn Lâm. Cũng từ đó, sư tử và con người không đội trời chung nữa. Nếu cứ một mực tranh cãi mà không có nhún nhường, mối quan hệ nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Miếng Ugo dịu dàng. Ôi da, con buộc hơi chặt thì phải. Đáng đời, tôi ghét nhất ai hay đánh nhau. Nhưng đánh nhau là nghề của tôi, biết làm sao giờ? Được rồi, cháu cảm ơn chú. Này anh, má trái của anh bị xước rồi. Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Mấy xước nhỏ này nhầm nhò gì? Dù sao thì băng lại vẫn tốt hơn anh à. Cảm ơn Uyên. Sao anh lại biết tên tôi? Tôi biết đọc chữ mà. Tên cô trên bảng tên đây này, Lê Mỹ Uyên. Còn tôi tên là Dư. Cô nhớ tên tôi nha. Tôi còn quay lại đây nhiều lần nữa. Hẹn gặp lại. Dư ghép với Uyên đọc thành Duyên. Chúng mình gặp nhau biết đâu là duyên. Ấm đầu hay sao mà cười một mình thế em gái? Dạ có gì đâu. Anh thấy hết rồi. Là anh trai của em nên anh khuyên em tránh xa bọn đầu gấu. Càng xa càng tốt, biết chưa? Nhưng mà anh Huy này, có thể anh Dư không phải là đầu gấu đâu. Anh làm bác sĩ ở bệnh viện này lâu rồi. Anh biết cậu ta tháng nào chả vào đây mấy lần. Hay bị thương thế kia thì chỉ có đánh nhau thôi. Mà trong mặt mũi cũng ngang tàn lắm. Không phải còn nhà tử tế gì đâu. Em mới ra trường nên còn ngây thơ lắm. Sao anh hay bị thương vậy? Anh có phải là đầu gấu không? Đầu gấu hả? Cũng có lúc tôi là đầu gấu. Tôi hỏi thật mà anh cứ đùa. Anh trả lời nghiêm túc xem nào. Tôi là... Cô y tá ơi, tới lượt tôi chưa? Tôi chờ lâu lắm rồi. Dạ, mời bác vào. Cháu xin lỗi đã để bác đợi. Bác ngồi xuống đây ạ. Tôi đi đây. Mà 2 giờ thứ bảy tuần sau, tôi có thể gặp Uyên ở quán cà phê sau bệnh viện được không? Lúc đó Uyên hỏi gì tôi cũng trả lời hết. Anh mang theo lỡ cần đến. Cảm ơn Uyên. Lại đưa gạt, anh cần máy đo huyết áp cơ mà. Em xin lỗi. Bọn đầu gấu nói mà em cũng tin được. Anh đã bảo rồi mà em không nghe. Thôi, quên đi. Chỉ là một tên đầu gấu, không đáng làm cho em phải buồn như thế. Anh Dư, sao anh thế này? Bệnh nhân mất rất nhiều máu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Uyên, chuẩn bị phòng mổ nhanh lên. Dạ.
anh Dư, anh tỉnh lại đi. Anh còn phải trả lời nhiều câu hỏi của em kia mà. Anh là ai? Anh làm nghề gì? Ba mẹ anh đang ở đâu? Sao không có ai đến thăm anh thế này? Anh dậy trả lời em đi. Tình hình Dư sao rồi bác sĩ? Ca mổ thành công rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại đi Dư, tớ không để mắt một chút là cậu liều lĩnh ngay à. Anh bình tĩnh đi, giờ phải chờ đợi thôi. Mà anh có phải là diễn viên Minh Anh chuyên đóng phim hành động không? Mấy cảnh hành động nhìn được lắm, y như thật vậy. Mấy cảnh đó có diễn viên đóng thế, chính Dư đây chuyên đóng thế cho tôi. Ra cậu Dư là diễn viên đóng thế, ngày ấy nguy hiểm nhỉ? Dư từng nói vì cậu ta bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nên nghề này nguy hiểm đến đâu thì cũng chẳng có ai lo cho cậu ta đâu. Nhưng dạo này tự dưng Dư bớt liều lĩnh hẳn. Cảnh nhảy từ vách đá xuống nguy hiểm đấy, phải cực kỳ cẩn thận nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi, ông không phải lo cho tôi nữa đâu, vì tôi sắp có một người khác quan tâm tôi rồi. Cậu ta khoe thế đấy, vậy mà hôm nay lại liều mạng. Hay vì cái hẹn đó? Cái hẹn đó? Ừ, Dư khoe tôi 2 giờ chiều nay có một cái hẹn quan trọng. Lẽ nào vì sợ muộn giờ hẹn mà cậu ta vẫn liều diễn khi đồ bảo hộ chưa kịp chuẩn bị? Sao anh liều mạng vậy? Chỉ là một cái hẹn thôi mà. Anh lo em đợi lâu. Anh Dư, anh tỉnh rồi. Dư, cậu tỉnh rồi à? Tớ tỉnh rồi. Mấy vết thương này mũi ấy mà. Xin lỗi anh, tôi đã hiểu nhầm anh không ra gì. Không sao đâu bác sĩ. Nhìn tôi thế này, ai mà chẳng tránh xa. Cha mẹ tôi còn bỏ rơi tôi nữa là. Tôi quen rồi, tôi xem như mấy vết xước nhỏ ấy mà. Gãy tay gãy chân thì mới phải đi viện, chứ những vết xước nhỏ thì có thể tự nó chai đi, rồi sẽ không còn đau nữa. Tôi làm vết xước nhỏ nhưng mà em vẫn sẽ băng lại cho anh. Nếu không đến một ngày, cả tính mạng mình anh cũng chỉ xem là một vết xước nhỏ mất thôi. Cảm ơn Uyên, cuối cùng anh đã tìm được một miếng Ugo thật dịu dàng và có thể băng lại những vết xước nhỏ cho anh. Lời hứa của thần sông. À, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ có để dành cho con không? Có chứ. Cảm ơn thần sông vì đã mang nước đến cho cánh đồng hoa của mẹ. Mẹ này, nếu ngày nào con cũng tặng hoa cho thần sông thì đến một ngày con sẽ được gặp thần sông, phải không mẹ? Thần sông có muốn kết bạn với con không mẹ? Mình bán thêm buổi đêm thì chắc sẽ sớm gom đủ tiền cho Mimi học mẫu giáo. Trẻ con mà, chắc nó thèm có bạn chơi cùng lắm. Đây, mình không nhớ đường rồi. Cậu đi đâu đấy? Ồ, tớ đi đón mẹ. Mà tớ quên đường rồi. Cậu đừng sợ, tớ đứng đây với cậu, chờ mẹ cậu về qua đây nhé. Mà cậu là ai? Tớ là thần sông. Cậu là thần sông thật á? Sao cậu trẻ con vậy? Thì người ta là thần sông đang học mẫu giáo mà. Thần sông cũng giống như các cậu thôi, cũng phải đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1, rồi lớn lên mới đi làm thần sông. À, ra thế, nhưng mà tớ không được đi học mẫu giáo. Ồ, thế hả? Thế thì không có bạn chơi cùng rồi. Mà không sao, tớ sẽ chơi với cậu. Thật nha, thần sông mẫu giáo. À, này, cậu có nhận được hoa tớ tặng không? Có chứ. Cậu có thích không? Cũng bình thường. Cũng bình thường thôi hả? Thế từ mai tớ không tặng hoa cho cậu nữa nha. À, không không, ý tớ là tớ rất thích, rất cảm ơn cậu. Cho cậu đấy, lúc nào cần tớ giúp gì cậu cứ đưa giọt nước ra gọi là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Bao giờ mẹ cháu về ạ? Sáng mai bảo tàng là mẹ về ngay thôi. Sang nhà bác ngủ một giấc,
mở mắt ra là mẹ cháu đã về rồi ấy chứ. Nhà cô Na có biết đường mở lại bên kia chờ bảo tang không được, nhớ đâu có lo chạy về với con không biết chừng. Tối qua bão to nhỉ, nước sông dâng cao lắm, tôi còn chả sang sông lấy hàng được. Nghe nói có người bị nước sông cuốn đi đấy. Mẹ ơi, nhanh về với con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sang mẫu giáo ơi, thằng sang mẫu giáo ơi. Lúc nào cần tớ giúp, cậu cứ đưa giọt nước ra gọi tớ là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Cảm ơn thằng Song đã giữ lời hứa với tớ. Tạm biệt cậu, tớ đã làm sai luật trời nên tớ sắp tan biến rồi. Nhưng tớ rất vui vì đã cứu được mẹ cậu. Dù không gặp lại nữa, nhưng tớ sẽ luôn cầu mong cho cậu sống thật vui vẻ. Mẫu giáo, nếu tớ vẫn tặng hoa cho cậu mỗi ngày thì chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau nhé. Hai chú gấu. Trong một thế giới đầy rẫy những kẻ giống nhau như thế này, muốn được chú ý bạn phải khác biệt. Ôi trời ơi, nhìn cô ấy kìa, lạ chưa, chơi nổi quá, nhìn chả giống ai. Họ cười mình vì mình quá khác biệt, mình cười họ vì họ quá giống nhau. Nghiên cứu của nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng người soi gương nhiều là người mất tự tin vào bản thân mình đấy. Ôi trời, bộ lông thật đặc biệt. Gấu gì mà kỳ quá, chắc không phải gấu vùng này rồi. Gì thế, cô ta tính chơi nổi hơn mình mà. Chào chị Mary, lâu lắm rồi không thấy chị ghé cửa hiệu em đấy. Thì có mẫu nào của cửa hàng này mà chị chưa có đâu. À, bọn em có hàng mới chất lắm à, mời chị đi theo em. Ôi, chị thật có con mắt tinh đời đấy. Đây là mẫu mới của bên em, hiện là mẫu bán chạy nhất ở đây đấy ạ. Chị xem, màu sắc rất nổi bật phải không ạ? Cái gì? Màu nhìn quê mùa như con bò sữa thế này mà em nói đẹp thì chị cũng chịu đấy. Chị thích màu trắng thôi, vừa lịch lãm, tinh tế lại đẳng cấp. Vậy chị lấy cái này nhé. Em nghĩ sao vậy? Chị mà xách cái túi này thì làm sao người ta phân biệt đâu là chị, đâu là túi? Chào chị, chị muốn sửa giống ca sĩ, diễn viên nào? Ở đây bọn em bao đẹp, bao giống luôn đó chị. Không giống không tính tiền đâu chị ạ. À, người mẫu Lina đang là mẫu hot nhất hiện nay đó chị. 90% khách của em là muốn được giống như chị ấy đấy ạ. À, ôi, hèn chi gần đây tôi đi đâu cũng gặp cô Lina này. Tưởng đâu cô ta có thuật phân thân chứ. Không, tôi thích khác biệt, làm cho tôi làm sao khác nhất có thể đi. Tôi thích màu lông của gấu trúc, cô nhuộm màu mắt, tay, màu lông tay chân cho tôi. Ok chị, đúng là người đặc biệt, mình làm gì cũng phải thật đặc biệt, chị đến chỗ em là đúng rồi đấy. Công nghệ nhuộm lông chúng em mới update ở nước ngoài về. Mời chị bước vào trong ạ. Chào chị, ôi, chị có bộ lông đặc biệt quá, chị bước ra ngoài chắc ai cũng phải nhìn ấy nhỉ. Ôi, cũng vì thế tôi mới tới đây đấy. Tôi chỉ muốn được giống như mọi người, ước chi ba mẹ tôi là gấu trắng. À ha, em hiểu rồi. Vậy là chị muốn tắm trắng toàn thân đúng không ạ? À, chỗ nào đen mới tắm thôi chứ.
Vâng, ôi, chị đã xinh thế này, tắm trắng thêm một chút nữa thì đúng là tuyệt vời luôn đó. Cái màu loang lổ kia làm tôi thấy mình chả khác gì mấy con bò sữa, nhìn quê mùa chứ gì đâu. Đúng rồi chị ơi, màu trắng vẫn là đỉnh cao trong các loại màu đấy. Màu lông thật đặc biệt, nhìn lạ nhỉ, có lẽ là mốt mới. Ui, cái túi này sinh ra đúng là để dành cho mình rồi. Ước chi không có cái ả kia thì mình là số 1 rồi. Alo, vâng, sao ạ? Hả? Vâng, tôi tới liền. Ui, đúng là đổi tướng đổi phận. Tôi đây. Tôi vừa nhận được cuộc gọi. Bên cô nói tôi vừa quay số trúng thưởng được giải đặc biệt là chiếc xe hơi đời mới. Chị ơi, đây đâu phải là thẻ căn cước của chị. Đến khổ, trước không trúng, sau không trúng, vừa mới sửa xong lại trúng. Phải đi nhuộm lại bộ lông màu trắng ngay mới được. Chào chị. Chúng tôi vừa nhận được thông báo về một vụ ăn trộm xe. Đây là hình ảnh của chúng tôi được cung cấp về đối tượng. Mời chị lên đồn hợp tác điều tra. Không phải tôi. Đây đúng là thẻ căn cước của chị rồi còn gì. Mời chị theo tôi lên đồn rồi trình bày sau. Trời ơi, chuyện gì thế này? Tưởng rằng thay đổi để đẹp hơn, ai ngờ lại dính phải cả đống rắc rối. Nếu vẫn cứ là mình thì đâu có như vậy. Lớp học nhỏ trong đêm. Cậu ấy hỏi gì bà thế? Rõ khổ. Cậu ấy đi xin việc mà không có biết chữ, công ty họ không nhận. Vừa ngồi hỏi tôi chỗ nào tuyển thợ hồ, giới thiệu để cậu ấy xin chân sách vữa. Của chú xong rồi ạ? Ừ, được đấy, nhìn sang hẳn lên. Thế bao tiền? Dạ 10.000 ạ. Đây, chú còn mỗi tờ 500.000 này, trả lại tiền thừa cho chú nhé. 500.000 cơ ạ? Thế cháu phải trả lại chú 400.000 ạ? Cái gì? Đánh đôi giày mà hết 100.000 cơ á? Nhóc vừa bảo có 10.000 thôi mà. Vâng, 10.000 thôi ạ. Cháu không biết tính. Trả lại cho chú ấy 490.000 con à. Bà ơi, bà đổi tiền lẻ cho cháu với, cháu không có đủ tiền trả lại. Đưa đây bà đổi cho. Này cháu bé, cháu phải đi học thôi. Có học cái chữ, cái số thì mới tính tiền với họ được. Như kiểu vừa rồi ý. Nhà cháu làm gì có tiền mà đi học à? Cháu cảm ơn bà nhé. Thôi cháu lại đi đây. Sao thế cháu? Cháu bị một chú tráo vé số. Chỗ vé này của hôm qua, chỉ tại cháu không biết đọc mà chú ấy tráo, cháu không có biết. Giờ đại lý họ không cho cháu đổi trả lại. Tụi nhỏ phải được học cái chữ, con số, có vậy thì chúng mới bớt khổ được. Cái này sẽ giúp tụi nhỏ. Thằng bé kia rồi. Này, cháu ơi, lại đây bà bảo. Bà gọi cháu có việc chi ạ? Cháu có muốn đi học không? Có ạ, nhưng... Bà sẽ dạy cháu đọc chữ, đọc số, dạy cháu các phép tính nhân chia. Bà ơi, cháu không có tiền. Đây, bà sẽ dạy các cháu ở đây. Bà dạy cháu hả? Đúng vậy, không chỉ cháu đâu. Bà sẽ dạy cho tất cả các bạn nhỏ như cháu. Hoặc cháu thấy ai muốn học chữ, học tính nhưng khó khăn, không có điều kiện đi học, cháu báo họ tới đây, bà dạy miễn phí. Bà nói thật chứ? Thật. Vâng, vâng, cháu sẽ nói với các bạn ạ. Cháu đi báo với các bạn bà nhé.
Thụ hôm nay dọn hàng sớm thế, mới có 7 giờ thôi mà. Chú thông cảm tìm quán khác nha. Từ nay trở đi, cứ 7 giờ tới là tôi không bán hàng nữa. Tôi có việc riêng chú ạ. Vâng, chào bà. Bà ơi, bà Thụ ơi. À, các cháu đến rồi đó à. Bà ơi, chúng cháu đến xin bà dạy học. Có 3 cháu thôi à? Dạ, tại các bạn khác không có tin cháu nên... Không sao, các cháu cứ vào học đi. Chúng ta sẽ vận động mọi người dần. Cờ AK sắc cá. Cờ AK sắc cá. Chào bà. Xin lỗi làm phiền bà, chúng tôi chỉ xin gặp bà 5 phút thôi. À vâng, mời hai anh vào. Chúng tôi đã được nhìn thấy vài tấm ảnh và nghe câu chuyện về lớp học nghĩa tình của bà do một số bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. À vâng, bà ơi, tôi thật sự nể phục sự hy sinh và lòng nhân từ của bà và muốn chung tay vào công việc ý nghĩa này. Trước hết là chúng tôi đã chuẩn bị một địa điểm kiên cố và rộng rãi hơn để lớp học có thể chuyển tới đó. Không biết bà có đồng ý không ạ? Ồ, thế thì quý hóa quá. Bà cảm ơn tổ chức đã quan tâm. Tôi dạy học không sao, chỉ thương bọn trẻ những hôm mưa gió. Gió lớn, quán không che chắn được, ướt hết sách vở chú ạ. Vâng, vâng, ngày tối nay chúng tôi mời bà qua thăm lớp mới mà chúng tôi đã chuẩn bị. Có gì mai lớp chuyển tới luôn cũng được. Bà ơi, đây là số sách vở và đồ dùng học tập mà chúng cháu đã quyên góp được mấy hôm nay. Có lẽ các bạn nhỏ ở đây cũng cần đến. Bà cảm ơn các cháu. Ở đây toàn các học sinh khó khăn, sẽ rất cần các cháu ạ. Dạ vâng, bà yên tâm ạ. Nếu bà cho phép thì chúng cháu sẽ đứng dậy lớp luôn ạ. Ồ, tốt quá, tốt quá. Cảm ơn các cháu. Bà thật sự rất vui vì lớp học này có thể nhân được thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Làm được việc này, cuộc đời bà coi như không còn tâm nguyện nào hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.